Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, gần đây các khu vực dọc theo trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc đại lục và phía đông, tây, nam sông Giang Hoài đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Cho đến nay, theo thống kê chính thức, có 1.192 quận thuộc 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố đã bị lũ lụt tấn công, với 32,82 triệu người bị ảnh hưởng, 186 người chết, 45 người mất tích, 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Một số cư dân mạng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy môi trường sinh thái trong nhiều thập kỷ và gây ra hậu quả xấu xa ngày nay. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở khu vực Giang Hoài, miền Nam Trung Quốc khiến nhiều nơi ở Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh khác bị ngập lụt. Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam trong 2 ngày liên tiếp. 6 giờ sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu cam. Từ thứ Năm đến 5 giờ sáng Chủ nhật, đã có mưa lớn ở Trung và Đông Hồ Bắc, Trung và Nam An Huy, Trung và Nam Giang Tô, Bắc Hồ Nam và Bắc Giang Tây từ 100 đến 300mm. Ở An Huy, lượng mưa đã vượt quá 400mm. Hai ngày tới vẫn có mưa lớn ở các khu vực trên, cần chú ý lũ lụt, sạt lở đất và các thiên tai khác do mưa lớn liên tục gây ra. Dự kiến từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Hai, có mưa to ở Trung và Nam An Huy, Trung và Nam Giang Tô, Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Giang Tây, Trung và Nam Hồ Nam, Đông Nam Quý Châu, phía Bắc Quảng Tây. Mưa lớn kéo dài và có dông bão và gió giật mạnh. Lượng mưa lớn nhất mỗi giờ từ 50 đến 80mm. Ngoài ra, có mưa to hoặc rất to ở một số khu vực phía Tây và Nam Vân Nam, trung tâm lưu vực Tứ Xuyên, Đông Nam Quảng Tây và các khu vực ven biển Tây Nam của Quảng Đông. Khu vực nội thành Vũ Hán liên tục có mưa dông trong nhiều ngày qua, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Chiều thứ Bảy, cảnh báo đỏ về đợt mưa bão tồi tệ thứ hai được ban bố. Hiện tại, số nạn nhân chịu ảnh hưởng đã vượt quá 6 triệu người và số người chết đã tăng lên 53 người. Vào sáng thứ Hai, lượng mưa ở Vũ Hán vượt quá 240mm, toàn bộ thành phố bị ngập lụt và xảy ra nhiều vụ lở đất, sập nhà khiến 12 người qua đường thiệt mạng tại chỗ. Một vụ vỡ đê dài 70m đã xảy ra ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán trên sông Cư Thủy, một nhánh của trung lưu sông Dương Tử khiến hơn 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo truyền thông địa phương, mực nước của hồ Đường Tuân, hồ Nam Hồ và các hồ khác trong khu đô thị tiếp tục dâng cao. Chức năng điều tiết và trữ lũ đã bão hòa. Trong đô thị, nước ngập sâu ở rất nhiều nơi. Lở đất xảy ra ở nhiều nơi như ở đường hầm Đông Hồ, lối vào đường hầm Tuấn Sơn, giao thông bị gián đoạn hoàn toàn. Có tới 70 đoạn đường giao thông bị ngập, đường bộ trong toàn thành phố cơ bản bị tê liệt. Theo dự báo thời tiết, trong 3 ngày tới ở Hồ Bắc vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to, mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Chính quyền Vũ Hán hôm nay đã nâng mức kiểm soát lũ lụt lên mức báo động màu cam cấp 2. Các khu vực mưa bão lớn ở Hồ Bắc bao gồm Vũ Hán, Tiểu Cảm, Kinh Môn, Kinh Châu, Tiên Đảo, Tiềm Giang, Tùy Châu và những nơi khác. Theo thống kê tạm thời, khoảng 100.000 người đã được di rời khẩn cấp, 7.848 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, diện tích cây trồng bị thiệt hại là 425,12.000 ha, trong đó 35,22.000 ha chưa thu hoạch. Vào cùng thời điểm này năm ngoái, đã có những trận mưa to đến rất to ở Tây Nam Hồ Bắc, Đồng bằng Giang Hán và Đông Bắc Hồ Bắc thuộc tỉnh Hồ Bắc. Thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc hứng chịu mưa lớn. Theo báo cáo, lượng mưa tương đương với lượng nước do 11 hồ phía đông đổ xuống trong một ngày. Sau trận mưa bão lớn ập đến Vũ Hán vào năm ngoái, chính quyền thành phố hứa sẽ đầu tư 13 tỷ nhân dân tệ cho công tác chống ngập úng đô thị. Dự kiến lượng nước đổ về 15 hồ phía đông trong một ngày sẽ không đáng ngại. Cư dân mạng đại lục hỏi, 13 tỷ nhân dân tệ đã đi đâu? Nó có bị lãng phí không? Một số cư dân mạng nói, một khả năng là chính phủ đã không đầu tư vào nó, đó là một tuyên truyền giả mạo, và khả năng khác là đầu tư chính thức đã bị nuốt chửng bởi các quan chức tham nhũng. Quý vị thân mến, từ 14 giờ chiều thứ Sáu đến 14 giờ chiều thứ Bảy, khu vực phía Nam của Giang Tô thường xuyên có mưa lớn, đến mưa rất lớn dọc theo sông, 182 thị trấn bị mưa lớn và 305 thị trấn bị mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng đã nâng cấp của các thảm họa khí tượng lớn mưa bão từ cấp 3 lên cấp ứng phó cấp độ 2.
Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô dự đoán rằng cho đến thứ Hai sẽ có lượng mưa lớn liên tục dọc theo sông Hoài Hà, dọc theo sông Dương Tử và giữa sông Giang Hoài và sông Hoài Hà ở tỉnh Giang Tô, thường đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như dông sét mạnh, sóng cao, mưa lớn, dông bão và gió giật mạnh. Trong đó, hôm thứ Bảy, vành đai mưa hơi lệch về phía Nam, ven sông và giữa Giang Hoài có mưa to, có nơi mưa to cục bộ. Từ Chủ nhật đến thứ Hai có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ dọc sông và các tỉnh phía Bắc. Mưa vành đai, mưa dịch chuyển dần về phía Bắc từ thứ Ba đến thứ Tư. Hôm thứ Bảy, sông Tây Hà, một nhánh của sông Dương Tử ở tỉnh An Huy hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ năm 1955. Hiện tại 17 con sông ở tỉnh An Huy đã vượt mức cảnh báo và 5 con sông đã vượt mực nước đảm bảo an toàn. Vào lúc 18 giờ chiều thứ Bảy, Đài khí tượng tỉnh An Huy đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão từ màu cam lên mức cao nhất là màu đỏ. Đồng thời, Cục khí tượng tỉnh đã thay đổi cách ứng phó khẩn cấp với các thảm họa do mưa bão ở Hợp Phì và các nơi khác từ cấp 3 đến cấp 2 và ứng phó khẩn cấp cấp 2 hôm thứ Sáu. Theo dự báo của Cục khí tượng, vành đai mưa chính trong 3 ngày tới sẽ duy trì ổn định từ trung tâm phía Nam đến sông Giang Hoài và vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến lưu vực sông Hoài từ đêm thứ Hai đến ngày thứ Sáu. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 16 giờ chiều thứ Bảy, nhắc nhở các khu vực phía Bắc trung tâm Hồ Nam sắp có mưa to đến rất to, một số khu vực có mưa to. Theo thống kê sơ bộ từ Văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Nam cho thấy, tính đến 20 giờ tối ngày thứ Bảy, đợt mưa lớn này đã khiến tổng cộng 306.000 người ở 14 quận huyện ở Trường Đức, Trương Gia Giới, Nghi Dương phải sơ tán khẩn cấp, 18 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Tại Hoài Hóa, Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, 22.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam dự báo trong tuần tới, phía Tây Bắc và Bắc Hồ Nam sẽ có mưa tương đối lớn. Dự báo trong 2 ngày tới sẽ có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở một số khu vực phía Tây Bắc và Bắc Hồ Nam. Từ thứ Hai, lượng mưa lớn trong ngày giảm dần, cường độ yếu dần. Vùng hạ lưu sông Lệ Thủy và sông Nguyên Thủy có nguy cơ lũ lụt trên toàn lưu vực cao hơn. Tại Quý Châu, một vụ sạt lở đất đã xảy ra giết chết 23 người do 5 ngôi làng và thị trấn ở tỉnh Quý Châu có mưa lớn. Tính đến 2 giờ 55 phút sáng Chủ nhật, thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ lở đất ở thị trấn Lệ Hoa, huyện Đại Phong đã được tìm thấy tại hiện trường. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ lở đất ở thị trấn Lệ Hoa, huyện Đại Phong, Quý Châu đã khiến 23 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Theo dự báo của Đài khí tượng Quý Châu, từ chiều tối ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn mới, mưa vừa đến mưa to phổ biến trên toàn tỉnh, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Phía đông nam tỉnh Quý Châu và một số thị xã có mưa rất to. Trong ngày thứ Ba, toàn tỉnh trời có nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi. Phía nam tỉnh có mưa vừa đến mưa to, một số thị xã có mưa to đến rất to. Một bài viết đánh giá trên thepaper.com cho biết, sau một trận mưa lớn ở một số nơi, các nhà quản lý thành phố thường mô tả cường độ mưa bão bằng những từ như nghìn năm mới có một lần, vạn năm mới có một lần, cơ sở trong lý thuyết xác suất. Nhưng đối với cư dân thành thị thì bình thường mưa to gió lớn bao nhiêu năm cũng là chuyện gặp phải, họ phải cùng gia đình giải quyết. Bài báo cho rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng được thể hiện bằng hệ thống cống rãnh trong xây dựng đô thị là không đủ. Kể từ trận mưa xối xả năm ngoái và ở Bắc Kinh 4 năm trước gây ra ngập lụt đô thị, các cuộc thảo luận về ngập đô thị hầu như không dừng lại. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các thành phố ở Hồ Nam, An Huy, Giang Tô và các tỉnh khác đã trải qua tình trạng ngập ở các mức độ khác nhau. Lúc này, có người trích câu nổi tiếng của nhà văn Pháp Victor Hugo trong cuốn Những người khốn khổ. Cống rãnh là lương tâm của thành phố để minh chứng cho việc các thành phố của chúng ta liên tục bị mưa lớn gây ngập. Nguyên nhân chính là do cống rãnh là đại diện, cơ sở hạ tầng không đảm bảo chất lượng. Khi thiên tai ập đến, ngoài việc cầu nguyện cho mưa bão sớm tạnh, một số cư dân mạng cho rằng đây là hậu quả xấu xa của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy hoại môi trường sinh thái trong nhiều thập kỷ. Cư dân mạng cho biết tất cả là do con người gây ra, hủy hoại môi trường, hủy hoại hệ sinh thái, vùi lấp hồ chứa, khi lũ đến chắc chắn sẽ bị ngập lụt, lở núi, chuyện trăm năm mới có một lần. Nếu bạn không trân trọng môi trường và bảo vệ hệ sinh thái, điều này sẽ xảy ra hàng năm. Một cư dân mạng khác cho biết, cưỡng bức thay đổi xu hướng chung của thế giới, cắt đứt mạch rồng ở Tứ Xuyên và Dương Tử, cướp năng lượng của rồng ở Kyoto bằng cách chuyển nước từ Nam lên Bắc, thế giới đã thay đổi mạnh mẽ và thiên tai vẫn tiếp diễn. Cư dân mạng với nickname Duo Fudo viết,
tôi hy vọng rằng trận lụt này sẽ bắt đầu suy nghĩ lại về Tam Hiệp và có cái nhìn tổng thể đúng đắn về việc quản lý toàn bộ lưu vực sông Dương Tử từ góc độ thủy văn, khí hậu, địa chất, sinh học, cũng như tôn trọng quy luật tự nhiên, đừng quậy phá nữa. Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều nơi trong đất liền tiếp tục xảy ra tình trạng nhiệt độ cao. Nhiệt độ cục bộ cao nhất ở Trùng Khánh vượt qua 42 độ C, Tứ Xuyên là 39,7 độ C và cảnh báo màu da cam về nhiệt độ cao đầu tiên được đưa ra trong năm nay. Nước biển ở Thanh Đảo, Sơn Đông lên tới 31 độ C và cá nuôi bị chết vì nóng. Giang Tô, biển lại ở chế độ nhiệt độ cao và hạn hán ở Nội Mông vẫn tiếp diễn. Theo báo cáo từ Tân Hoa Xã hôm thứ Hai đầu tuần cho biết, Trùng Khánh đã tiếp tục nắng nóng trong vài ngày qua. Hôm Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất tại 20 quận bao gồm Ngọc Bắc, Bắc Bắc và Tống Nam ở Trùng Khánh vượt qua 37 độ C. Nhiệt độ tối đa hàng ngày tại 9 quận bao gồm quận Vũ Trung, Bắc Châu và Cửu Long đạt 40 độ C và nhiệt độ tối đa hàng ngày lên tới 40 độ C. Quận Khai Châu với 42,3 độ C đã đứng đầu danh sách nhiệt độ cao quốc gia trong 3 ngày liên tiếp. Cục khí tượng dự báo trong 3 ngày tới, Trùng Khánh tiếp tục có nhiệt độ cao. Theo China Yachtnet đưa tin, vào chiều thứ Năm khi thủy triều rút, nhiều con cá bơn và cá đầu đen chết nổi trên mặt nước biển xuất hiện trên bờ của cảng cá Cổ Gia Đạo ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Theo các ngư dân, do nắng nóng liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, nhiệt độ nước biển có nơi lên tới 41 độ C. Một số cá bơn, cá chấm nuôi trong lồng lưới đã bị chết nóng. Ngư dân vớt cá chết ném xuống biển, cá chết được đưa vào bờ theo thủy triều và để lại trên bãi biển sau khi thủy triều rút. Cũng theo tin tức từ mạng thời tiết Trung Quốc đưa tin, một đợt nhiệt độ cao mới sẽ ập đến Tứ Xuyên từ hôm thứ Bảy tuần trước. Trong số 105 trạm giám sát cấp quốc gia ở lưu vực Tứ Xuyên, vào ngày hôm đó có 89 trạm vượt quá 38 độ C. Nhiệt độ cao nhất xảy ra tại trạm quận Đại Xuyên tại Đại Châu cao tới 40,7 độ C, tiếp theo là trạm Quyên San ở mức 41,1 độ C. Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật. Dự kiến trong ngày, nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi trên lưu vực sẽ đạt từ 38 độ C trở lên, bao gồm Quảng Nguyên, Bá Trung, Đại Châu, Quảng An, Nam Sùng, Kiện Ninh và Tử Dương. Nhiệt độ cao tối đa ở một số khu vực sẽ đạt 37 đến 40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng cao này sẽ tiếp tục kéo dài đến thứ Bảy tuần này. Theo dự báo thời tiết Giang Tô, trước đó Giang Tô sẽ một lần nữa có đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các tỉnh phổ biến trong khoảng 36 đến 39 độ C. Theo ChinaNews.com đưa tin tức từ chính quyền Nội Mông cho biết, tính đến tuần này có 41,81 triệu hectare cây trồng ở Nội Mông bị ảnh hưởng bởi hạn hán, 390 triệu hectare đồng cỏ có thể sử dụng được bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Hiện tại, người dân không có nước uống. Theo các báo cáo chính thức, thời tiết khô hạn khiến 70 con sông vừa và nhỏ ở Nội Mông ngừng chảy, 161 hồ chứa cạn kiệt, trữ lượng nước của các dự án thủy lợi chỉ là 1,445 tỷ mét khối, ít hơn 35% so với bình thường. Theo báo cáo, diện tích đồng cỏ bị ảnh hưởng bởi hạn hán trong khu vực mục vụ của thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ là 102 triệu hectare với 52.000 người dân và 4,45 triệu con gia súc và 1 triệu con gia cầm không có nước. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!